Vào ngày 2 tháng 3 vừa qua, Hyundai thành công đã chính thức giới thiệu đến thị trường Việt Nam mẫu xe tải nhẹ Hyundai Porter H100. Hyundai Porter H100 là mẫu xe tải nhẹ đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam hiện tại, được sản xuất với công nghệ chế tạo áp dụng tiêu chuẩn tương đương dòng xe du lịch. Đáng chú ý, công đoạn hàn cabin xe được thực hiện bằng robot tự động hoàn toàn. Robot hàn được lập trình tự động mang tới độ chính xác tuyệt đối từng điểm hàn, giúp thân xe chắc chắn và ổn định tối đa, mang tới chất lượng tốt nhất cho Porter H100. Về ngoại thất, Hyundai Porter H100 sở hữu kiểu dáng thanh lịch, ưa nhìn, mang một dáng vẻ nổi bật đặc trưng của dòng xe tải Hyundai cao cấp. H100 có thiết kế nhỏ gọn, với kích thước dài 5.175mm, rộng 1.740mm và cao 1.970mm. Chiều dài cơ sở giữa hai trục bánh xe là 2.640mm, phù hợp cho một không gian hẹp song vẫn đảm bảo sức chịu tải ngang với các loại xe có kích thước lớn hơn. Xe sở hữu cặp kính chiếu hậu được thiết kế hỗ trợ tối đa khả năng quan sát điểm mù phía trước và bao quát phía sau. Chùm đèn pha kép xếp chồng tăng khả năng chiếu sáng kết hợp cụm đèn xi nhan và đèn sương mù, giúp xe đạt được độ an toàn cao trong mọi điều kiện vận hành. Về nội thất, Hyundai H100 được thiết kế rộng rãi với nhiều tiện nghi cao cấp. Mặc dù Hyundai H100 là một chiếc xe tải, nhưng những trang thiết bị trên xe không khác gì một chiếc xe du lịch, bao gồm hệ thống điều hòa công suất cao, cửa sổ chỉnh điện, đồng hồ hiển thị đa chức năng, đặc biệt là hệ thống giải trí hỗ trợ radio, Bluetooth và USB. H100 có ghế ngồi thoải mái với dây đai an toàn 3 điểm, tay lái trợ lực có thể điều chỉnh góc lái phù hợp với cơ thể. Ngoài ra, xe cũng trang bị hốc để kính, đèn chân hai vùng, giá để cốc, hộp để đồ ở cánh cửa và hộp để đồ phía trước có chức năng làm mát. Hyundai H100 được trang bị hệ thống treo phía trước dạng phục nhún, ở phía sau dạng lá nhíp hình bán nguyệt, kết hợp ống giảm chấn thủy lực tác dụng hai chiều, giảm tiếng ồn và độ rung trong khung gầm của xe một cách đáng kể, cho cảm giác dễ chịu trên mọi địa hình. Porter H100 được Hyundai thành công lắp ráp sử dụng hai phiên bản động cơ diesel 2.6 lít T2 cho công suất 79 mã lực tại 4.000 vòng một phút, cùng mô men xoắn cực đại 167 Nm tại 2.200 vòng một phút, đi kèm hộp số sàn 5 cấp và khối động cơ mạnh nhất phân khúc diesel 2.5 lít CRDI giúp tối ưu về sức mạnh và vận hành êm ái hơn, cho công suất tối đa là 130 mã lực tại 3.000 vòng một phút, cùng mô men xoắn cực đại 255 Nm tại 1.500 đến 3.500 vòng một phút, đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Xe được trang bị hệ thống an toàn với khóa V-side, hệ thống phanh trước sử dụng đĩa tản nhiệt, ở phía sau sử dụng phanh dạng tang trống mạch kép thủy lực, có trợ lực chân không. Hyundai H100 được Hyundai thành công phân phối với 4 phiên bản màu sắc, bao gồm trắng, vàng, xanh lam, xanh lá, với 3 phiên bản cabin chassis, với giá khởi điểm từ 325 triệu đồng.